Thơ tin mừng Chúa Nhật 27 thường niên 5B, lời Chúa, Marco chương 10 câu 2 đến câu 16. Pharisêu đến hỏi người, làm chồng có được dẫy người vợ không? Họ nhằm hỏi để thử lòng người rằng luật đã dạy ông điều gì? Đáp rằng được phép phân ly. Đức Giê-xu nói chính vì các ông lòng trai dạ đá vô cùng, nên Mô-xê phải khoan dung mặc dầu. Công trình tạo dựng khởi đầu, có nam có nữ cùng nhau hợp thành. Sự gì Thiên Chúa tác thành, con người không có quyền hành phân ly. Lời Ngài truyền dạy thực thi, hôn nhân bí tích không gì rẽ phân. Gia đình hạnh phúc vô ngần, thuận hòa êm ấm tình thân chan hòa. Cùng nhau chung một mái nhà, chung niềm cảm mến thiết tha nguyện cầu. Mối dây liên kết thâm sâu, niềm vui chan chứa thắm màu yêu thương.